Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 3 tháng 7 năm 2021, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cần Duộc Nguyễn Phước Hùng kiểm tra việc thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời các khu vực có ca nghi nhiễm mới SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện. Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quyền quỹ Cần Duộc Nguyễn Phước Hùng chỉ đạo các địa phương cần phân loại sàng lọc những người là F1, F2 có nguy cơ cao để bố trí cách ly hợp lý, không để lây chéo, đồng thời thuận tiện cho việc truy vết cách ly trong trường hợp có những ca bệnh tiếp theo. Chuẩn bị phương án khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn, thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, bố trí điều kiện ăn ở tốt nhất cho các lực lượng tại các chốt kiểm soát. Đồng thời, ông yêu cầu địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân trong khu vực phong tỏa, tạm thời thực hiện khai báo y tế khi có tiếp xúc đối với người khác nhằm kịp thời phát hiện sớm, không để dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Quyền quỹ Cần Duộc Nguyễn Phúc Hùng tặng quà động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa tạm thời.